Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Lời đầu tiên cho phép em kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc ha anh chị. Thì trong video ngày hôm nay em chia sẻ cho anh chị cái vấn đề mà rất quan trọng đối với cái cây mai luôn. Nó quyết định cái cây mai mình nó tốt hay là xấu luôn anh chị. Nó có sinh trưởng mạnh không hay là nó yếu, nó èo ọt đó anh chị. Mà cái vấn đề này á, nhiều người á, nghĩ nó là đơn giản nhưng mà nó vô cùng là quan trọng, phức tạp luôn á, phức tạp lắm. Tại vì phải tưới nước cho cây anh chị đó, thì cái vấn đề tưới nước cho cây nha anh chị, tưới nước cho cây nhưng mà cách tưới như thế nào và mình tưới như thế nào để cho cái cây mình nó đủ nước, nó không bị dư nước nè, nó không bị thiếu nước nè, là cái cây mình nó phát triển tốt anh chị. Thì trong cái video em ngày hôm nay em xin phép là chia sẻ trực tiếp cái quá trình tưới nước thôi ha, đó cô chú anh chị xem có thể là tham khảo và có thể áp dụng nếu mà thấy nó hợp lý anh chị. Rồi thì bây giờ em xin phép là chia sẻ cái cách tưới nước trực tiếp cho cây mai ha anh chị. À, thì nhiều cô chú anh chị á, một người á thì sợ cái cây mai dư nước, một người á thì sợ cái cây mai thiếu nước, cho nên á là không có dám tưới cho cái cây mai hoặc là tưới rất là nhiều cho cái cây mai, thì từ đó làm cho cái cây mai nó không có phát triển được. Cái lý do anh chị, khi mà chúng ta tưới quá trời nhiều nước á thì cái cây mai của chúng ta nó sẽ bị tình trạng là dư nước, mà dư nước á thì rễ nó sẽ không phát triển ha anh chị, rễ không phát triển. À, mà thiếu nước á thì cái bộ lá mai chúng ta nó có thể gặp nắng nóng là bị cháy và có thể là gây cái tình trạng nó cháy rễ anh chị, nếu thiếu thiếu nước lâu ngày anh chị. Đó. À, khi tưới mai vào buổi sáng sớm và chiều mát anh chị nên phun nước lên trên thân cành nó như thế này nè. Đó, trên thân cành nó như thế này ha. Đó, tưới trực tiếp cho anh chị mình xem để anh chị mình có thể nắm áp dụng nha. Đó, tưới trực tiếp lên thân cành như vậy. Đó, cho nó mát. Nó mát cái thân cành đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi anh chị tưới như thế này á, nó vô tình làm cho những cái con côn trùng ở trên trên cái lá cây á nó rơi xuống khi mà đụng nước. Đó, ví dụ như là con sâu nè, con bọ chỉ nè, con nhện nè. Đó, khi anh chị mình tưới á thì nó động là nó rớt xuống. Đó, thì cái đó cũng mang lại cái hiệu quả trong cái việc phòng ngừa sâu bọ chỉ nè anh chị. Đó, thì cái đó là một phần thôi ha, chứ không phải mà nó xịt như vậy là nó rớt hết nha anh chị. Đó, chỉ một phần thôi. Một phần con nào mà nó động động á nó rớt, còn con nào lì quá thì nó bám luôn nha anh chị. Đó. Đó, thì tưới thì lúc nào em cũng tưới phun trên lá thân cành vậy nè. Và em tưới thì thường là em tưới vào thời điểm là sáng sớm hoặc là chiều mát. Đó, sáng thì tầm 6 giờ sáng là em tưới rồi, 6 giờ sáng nha. Thì 6 giờ sáng em tưới cũng có cái lý do. Đó, cái lý do đầu tiên là tưới xong đang đi làm anh chị, 7 giờ vô làm rồi đó. Và cái lý do thứ hai á là khi mà anh chị mình tưới vào buổi sáng anh chị, sáng sớm á, thì khi mà anh chị tưới khoảng 6 giờ đi, là tới khi mà nắng nó lên á, nắng nó lên gay gắt á, là khoảng 9-10 giờ gì đó, là tới thời điểm đó đó là cái lá mai của chúng ta nó đã được khô rồi, nó ráo lại rồi đó, nó sẽ tránh được cái trường hợp mà cái nước nó gặp cái thời tiết nóng nó làm cho cháy cái lá nha anh chị. Cái hiện tượng mà bỏng lá anh chị do nắng quá nắng á rồi nó cháy lá. Mà cái tình trạng mà chủ yếu á gần đây cô chú chị mình gặp phải trong cái thời tiết nắng nóng á, là khi thời tiết nắng nóng cô chú chị thấy nắng nóng quá cái mình phun lên nước trên thân cành đó anh chị, trên lá nó gì nè anh chị, phun lên gì nè đó, mà 11 12 giờ trưa hoặc 1 2 giờ gì đó anh chị phun lên thì khiến cho cái lá mai chúng ta nó bị cháy. Và cái nguyên nhân nhiều anh chị không biết thì đó là do bọng nước nha anh chị, kiểu như bọng nước gì đó khiến cho lá nó cháy, tại vì cái nước nó đọng lên trên trên lá anh chị, mà nắng quá cái nước nó nóng nó sôi lên á rồi là nó nóng nó làm bỏng cái lá anh chị đó, như cái lá mà mình để vô nước sôi vậy đó anh chị, như mình luộc nó vậy đó. Đó, đó thì khi tưới nè anh chị thấy không, cái chậu này là em đang sử dụng chậu sáo nè đó, và em tưới vào cho nó rất là nhiều, anh chị thấy nó rút nước rất là nhanh không đó, rút nước rất là nhanh đó, những cái chậu như vậy nè đó, rút nước rất là nhanh nè, là anh chị tưới không bao giờ mà sợ dư nước.
Một ngày cho dù anh chị tưới hai cử đi chăng nữa nó vẫn không dư nước, nó rút nước rất là nhanh nè, đó rút vô mất tiêu hết trơn đó anh chị. Đó là cái việc vấn đề mà chúng ta làm cái thoát nước tốt cho cây á thì nó cũng rất là quan trọng nha, nó rất là quan trọng luôn. Còn cái vấn đề mà tưới nước vào cái thời điểm nắng nóng á là mình tuyệt đối không được làm nha anh chị, tuyệt đối không được tưới nước lên lên trên thân cành đó. Mà khi mà thí dụ mà 11, 12 trưa, 1, 2 giờ trưa gì đó, anh chị thấy cái cây mình nó nóng và thời tiết nó nắng nóng quá, cái cây mình nó héo rồi rủ đi đó, thì mình kiểm tra, mình kiểm tra trước cái mình, nếu mà mình phát hiện cái cây mình nó thiếu nước á thì mình sẽ tưới nước cho cây, nhưng mà mình chỉ tưới vào gốc như vậy nè, tưới vào gốc như vậy nè đó. Thí dụ trời thời tiết nắng nóng ha, mình tưới thì tưới vào gốc như vậy nè đó, chứ mình không phun trên lá ha. Đó, anh chị xem cái chậu này, như cái chậu này em đang quay cho anh chị xem là cái chậu năm nè, này em tưới nước nè anh chị, nước mua tưa này, nước mua tưa mà nó chảy ào ào, ào mà em tưới nè đó. Xong quay lại anh chị nhìn nó rút nè đó, những cái cây mà mình trồng thoát nước tốt như vậy á, mặc dù mình tưới nước nó hơi cực một chút nhưng mà nó rất là tốt cho cây ha. Đó, như cây này, cái cây này, cái cây năm rồi em quay cho anh chị nguyên năm nè anh chị, từ đầu năm đến cuối năm cái quá trình chăm sóc nè đó, và em có chơi tết nè đó, xong hôm nay nó đã phát triển hồi phục lại gì ha anh chị. Và quan trọng cái vấn đề chủ yếu là nước tưới cho nó thôi, nước tưới và cái vấn đề phân thuốc á, thì nó góp phần nó cũng là quan trọng nhưng mà nó không bằng nước tưới nha anh chị. Anh chị mà thử bỏ nước cho nó vài ngày trong thời tiết nắng này đi là cái cây không bao giờ mà tốt được đó. Hoặc là những cái cây mà anh chị có tình trạng dư nước thì mà anh chị tưới nhiều cho nó, tưới đẫm cho nó ha, rồi nó bị dư nước ha, là nhìn cái cây nó cũng không bao giờ mà phát triển được ha anh chị. Đó. Đó, như cái cây này là cái cây năm ngoái em đã quay clip chia sẻ từ đầu năm đến cuối năm anh chị nè đó, hôm nay nó vẫn hồi phục ha. Cây thì em vẫn chơi tết xong em côn tàn xử lý lại đó. Và cây này năm ngoái là cũng có sử dụng thuốc chống rụng cánh hoa nè, mà nhiều cô chú anh chị nói sử dụng chống rụng cánh hoa là chưa có an tâm, không biết nó có bị suy không đó, thì cái kết quả nè đó, cái kết quả ha. Và những cái cây trên vườn em nè, đây chống rụng cánh hoa, em xin lỗi thuốc rụng lá mai nha anh chị, em xin lỗi thuốc rụng lá mai chứ không phải chống rụng cánh hoa, chống rụng cánh hoa em không có sử dụng đó, thuốc rụng lá mai đó, rụng lá mai để mà mình nhẹ cái công lực đó đó, thì anh chị xem ha đó, nó dẫn ra phát triển tốt bình thường ha, không vấn đề gì hết đó. Và lưu ý anh chị, lưu ý khi tưới á, mình đừng có tưới sôi nước vô cái chậu quá, mình phải tưới cho nó cái giảm cái độ tiếp xúc thấp nhất có thể ha. Đặc biệt là những cái cây mà cô chú anh chị mới trồng á, những cái cây mà cô chú anh chị mới trồng á mà mình tưới sôi thẳng như nè, nó khoét một lỗ trong cái nó tạo một cái lỗ trong cái chậu mai ha, và nó gây ảnh hưởng rễ cũng như là nó sẽ không tốt cho cây. Mình tưới nhẹ nhàng thôi đó. Thì đây là từ trường hợp những cái cây mà mình làm thoát nước nó tốt nha anh chị lưu ý nha, thoát nước tốt nha đó. Và cái cây cành lá đã tùm rồi nè, là một ngày là tưới bao nhiêu nước cho nó cũng hút hết hết vậy, chỉ là sợ cái trong cái giai đoạn này không có nước tưới thôi. Hiện tại chỗ em cũng đang bị thiếu nước nha anh chị, thiếu nước là lý do là mình xài cái nước mình dẫn vô mương á mà không có nguồn vô, thì nắng nóng quá lâu ngày quá nó thiếu, chứ không phải là ở ngoài sông nó thiếu, sông thì nó nhiều lắm anh chị đó. Thì đó đối với cái cây cành lá nó xum xê, còn đối với những cây mình mới trồng đây, em sẵn em quay cho luôn cho anh chị xem những cây mới trồng lá ít như thế này, lá ít như thế này ha, thì anh chị phải kiểm tra chất trồng nè. Ở chất trồng anh chị nhìn cái mặt bầu nó nhìn còn đen đen này ha, là chất trồng đang đủ nước nè đó, xích bên đó cũng vậy ha đó. Còn cái chất trồng mà nó khô trắng luôn á là nó khô, nó thiếu nước đó. Thì đối với những cái cây mà như vậy nè thì mình phun như vậy nè anh chị, nó phun sương cho nó vào buổi sáng và chiều thôi đó, phun sương như vậy nè đó, phun sương vậy ha đó, sáng ra phun sương như vậy rồi tưới nước nè. Ví dụ mà tưới nước muốn có tưới gì nè anh chị đó, tưới gì đó là xong ha.
đó, chứ không có tưới nhiều nha. Nhiều anh chị là rất là sai lầm trong cái vấn đề mà tưới tưới nước cho những cây mới trồng, khiến cho cây nó chết. Rồi và đây là trường hợp cái cây mai nó bị dư nước nè anh chị, mình nhìn cái chất trồng nha. Đó thì các cái cây kia em tưới thì nó hút nước rất là tốt. Còn cây này nè, đó cây này anh chị xem nè, cái chất trồng nó rất là ướt luôn nè, em moi thử anh chị xem, đó nó ẩm nè, rất là ra nước luôn đó anh chị, cái chất trồng này nè rất là ra nước luôn đó, đó ướt cái tay nè, đó chị xem ha. Đó thì đối với những cái cây này thì chúng ta phải ngưng tưới nha. Đó ví dụ như cái cây em vừa quay cho anh chị đi xem đó, thì em tưới sáng chiều, còn gặp cái cây mà nó đang dư nước như thế này rồi thì mình sẽ không tưới, mình bỏ nó 1 ngày hoặc 2 ngày vậy đó anh chị, cho cái chất chồng nó gáo lại đó, thậm chí 3 ngày hay gì đó. Đó chủ yếu là đến khi chất chồng nó hơi gáo lại rồi mình mới tưới thêm ít ít cho nó, chứ không cũng không có tưới nhiều tưới đậm như nãy nữa anh chị. Đó, thì cây này là cái cây phôi, cái cây phôi thôi, cây phôi em đang nuôi để nó mạnh em ghép thì chuẩn bị ghép được rồi đó. Đó thì cái vấn đề nước này phải tuyệt đối là kiểm soát cho cây, là kiểm soát được nước, biết cách tưới nước thôi là cái cây mai chúng ta nó đã đạt yêu cầu rồi anh chị, được phân nửa cái chặng đường, phân nửa cái cách trồng mai đó anh chị. Ở đây thì cây mai trắng nha, cây bạch mai ra lá trắng này, trắng đọt nó hồng hồng, bông thì là bông nó màu trắng anh chị. À rồi thì cái video của em hôm nay chia sẻ cái nội dung này, mong là những anh chị hiện tại còn đang bối rối trong vấn đề tưới nước, cũng như là những anh chị mà tưới nước chưa đủ hoặc là tưới dư nước cho cây, mình có thể xem và điều chỉnh áp dụng cho nó đúng trên cây mai của mình ha anh chị. Rồi thì nội dung em chia sẻ đến nay xin được tạm dừng ha anh chị. Thì nếu anh chị thấy video hay hữu ích thì đừng quên cho em xin một like cũng như một đăng ký kênh để giúp cho cái kênh em nó ngày càng được phát triển hơn ha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha. Thì hôm nay em có giao lưu một số cái cây mai phôi ha anh chị. Thì hình thức của em là bao ship tới nhà, giá thì em có để trên từng cây và thông số từng cây, cô chú anh chị xem được mã nào thì ưng ý thì điện thoại cho em ha, số điện thoại em 0939300282 ha. Rồi thì đầu tiên là cái cây mai mã số 41B ha anh chị, 41B đó, cây thì chia cành đều ha anh chị, đó có đế ha, đó chị xem cái đế ha, đế này lên cái chậu rất là đẹp nha chị. Cây này có hoành là 24 ha, hoành thì hoành gốc là đo vị trí này ha cô chú chị, em báo hoành là qua đo vị trí này, và chiều cao thì đo từ mặt bầu đến cái đỉnh cây ha. Đó cây này hoành 24, cao 55 ha, về mình trồng chậu 50 cm lọt lòng ha anh chị. Đó rồi cây mà mã số 41B em giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship tới nhà nha anh chị, cây rất đẹp nha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 42B ha anh chị, 42B ha, chia cành rất đều luôn nha anh chị. Cây này có hoành là 23, cao là 85 ha anh chị, em giao lưu với giá là 1 triệu đồng luôn bao ship tới nhà luôn nha anh chị. Đó em xin quay nhanh để anh chị có thể lựa chọn cho nó nhanh ha, tránh mất thời gian. Đó cây nào anh chị không rõ thì anh chị có thể kêu em gửi hình Zalo xem lại ha anh chị. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 43B ha anh chị. Đó cây chi cành cũng rất là đều nha. Đó đế nở ha anh chị, cây đế nở và cây rất là già cây ha, giờ chúng ta ghép rất là đạt chất lượng nha anh chị. Đó cây này có hoành gốc là 25 nha anh chị, củ nở thì chưa có đo, củ nở cũng bự á, hoành 25, cao là 90, giá 1.100.000 đồng bao ship anh chị. Đó cây hoành 25 là nha, đế nở chi cành rất là đều nha anh chị. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 44B ha anh chị. Đó, cây cũng chia cành rất là đều ha, mình về mình ghép đóng bo vô rất là đều cây. Đó, cây này có hoành là 24 ha anh chị, củ nế đế nở ha, cao 80, giá là 900.000 đồng bao ship anh chị. Đó cây về lên chậu 5 hết đấy anh chị, chậu 5 mới cân xứng mới đẹp. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 45B ha anh chị.
Chia cành cũng rất là đều nha, từ dưới lên trên chúng ta ghép là không có thiếu cái hướng nào hết trơn hết anh chị. Đó, cây này thì có đế đẹp nha. Đó, hoành 22, chiều cao là 90, giá 900.000 đồng bao ship tới nhà ha anh chị. Đúng, một cây mai rất là đẹp. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 46B ha anh chị. Đó, chi cành rất đều nha. Cây thì rất là mạnh nha anh chị. Cây mặt cắt này, nó mặt cắt kéo nhựa rất là mạnh nha. Cây đang có xì tược luôn ha anh chị. Đó, cây này hoành 23, cao 60, giá 900.000 đồng bao ship ha anh chị. Cây chi cành rất đều đẹp nha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 47B ha anh chị. Đó, cây này chi cành cũng rất là đều nha, và đế nó đang đẹp nha anh chị. Đây đế ha, cây này có hoành là 24 nha, 24 trên đây nha anh chị, 24 là đo hoành cổ hoành eo nha. Đó, cao 45, giá 1 triệu đồng bao ship anh chị. Cây đế đẹp lắm, đang bể xù luôn. Đó, rồi 1 triệu đồng cây mã số 447B. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 48B ha anh chị. 48B, cái này là hai cây nha anh chị, hai cây nó dính liền từ từ nhỏ nha. Đó, đây hai cây nha, dính liền vào nhau ha, nhìn nó cũng rất là quái, rất là đẹp. Đó, hoành đo cây màu từng cây, có một cây đó là 19 ha anh chị, hoành 19. Đó, cao là 50 ha, giá 900.000 bao ship. Đó, cây này rất là quái nha, lạ lạ. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 49B ha anh chị. 49B, cây này có đế nở đẹp nha anh chị. Đây, hoành nó là 23, chiều cao 50 ha anh chị, giá 900.000 đồng bao ship. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 50B ha anh chị. Đó, cây này nhìn có dáng bonsai đẹp đấy anh chị. Đó, cây này có hoành là 26 ha. Đó, trên lưng nó hơi hơi có bị cháy một chút mà nó đang kéo liền ha anh chị. Đó, chiều cao là 30, hoành 26. Đó, giá 900.000 đồng bao ship anh chị. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 51B anh chị. À, cây này hoành to mà cây này là cũng là cây cây mai nó bể xù ha anh chị. Đó, có bể xù ha. Đó, đế nở luôn nha anh chị. À, cây này có hoành là 27 ha, chiều cao là 80, mã số 51B ha. Giá 1 triệu 200.000 đồng bao ship ha anh chị. Đó, chi cành rất đều đẹp nha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 52B anh chị. Cây này chi cành là siêu đẹp luôn nha. Đó, rất là đẹp. Đó, có đế đẹp luôn nha anh chị. Đó, rồi cây này hoành 22 ha, chiều cao là 55, giá 1 triệu đồng bao ship ha. Cây mai mã số 52B anh chị. Đó, chi cành đều đẹp, đế đẹp nha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 53B ha anh chị. Cây này có dáng bonsai đẹp nha anh chị ơi, hoành nó to luôn. Cây này hoành 27 ha, 27 hoành, chiều cao là 35 ha. Đó, có cái đế nhìn quái quái đẹp ha. Đó, cây này giá 1 triệu 100.000 bao ship anh chị. Đó, lên về lên cái chậu 5 ha, ghép vào dài bo tạo phông tàn là đẹp liền. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 54B anh chị. Cây này cũng chi cành rất đẹp nha anh chị ơi. Đó, chi cành đều rang luôn. Đó, có đế nở luôn nha anh chị. Đó, đế rất là duyên nha. Hoành 24, chiều cao là 60, giá 1 triệu đồng bao ship anh chị. Cây này đẹp. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 55B anh chị. Đó, cây này có hoành là 21 ha, chiều cao là 20. Đó, có cái
cái đế như cô chú anh chị đang xem ha. Đó. Rồi, cây này giá 500.000 đồng bao ship tới nhà ha anh chị. Về chúng ta ghép vào 2-3 bo. Tạo cây nhỏ nhỏ xinh xinh chúng ta trưng để bàn ha anh chị. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 56B ha anh chị. Cây này có dáng cũng rất là duyên xinh đẹp nha anh chị. Đó. Cái chân nó ha. Đó, nhô lên nè. Xổm lên ha. Chi cành phía trên thì đầy đủ nha. Rồi, cây này có hoành là 21, chiều cao là 50 ha. Giá 800.000 đồng bao ship ha anh chị. Rồi, em xin lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 57B ha anh chị. 57B ha. Chưa nãy có cây kia cũng hơi dáng giống giống anh chị. Cây này có hoành là 25 ha, chiều cao là 25 luôn. Đó. Chơi ghép bonsai ha anh chị. Rồi, cây này giá 800.000 đồng bao ship ha anh chị. Cây đẹp nha anh chị. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 58B ha anh chị. Cây bé bé xinh xinh để bàn nha, ghép vô rất đẹp nha. Đó, có cái đế nè, duyên dáng ha anh chị. Ở cái hoành ha, hoành là đo vị trí này nha anh chị, là 18 nha. Còn cái ở dưới này nè, nó đây này là nó lớn nè, nhưng mà nó một bệt vô rồi, khó đo quá, cho nên em đo ở trên này cho mình biết thông số ha. Còn dưới này lớn nha, dưới này chắc cả em mấy 30 á. Rồi, cái này cao 30 ha, giá 700.000 đồng bao ship. Rồi, tiếp theo là cái mai mã số 59B ha anh chị. Đó. Cây này có hoành là 23, cao là 35 ha anh chị. Giá 800.000 đồng bao ship ha. Cây có đế nha. Đó. Về ghép rất là đẹp. Rồi, em xin lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cái mai mã số 60B ha anh chị. Cây này có đế đẹp nha. Có cái cành này nó cũng quái quái, em để luôn nha anh chị. Đó, hoành là 24, cao 75 ha. Chia cành ở trên thì đều gan luôn. Đó. Về ghép vô là không thiếu cành nào hết. Đó, cây 60B giá 1 triệu đồng bao ship anh chị. Cây này có đế quái. Rồi, xin lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 61B anh chị. Rồi, cây này có dáng rất là đẹp nha anh chị. Hoành cây này là 22, chiều cao là 60 ha. Dáng này ghép chơi nghệ thuật đẹp nha anh chị. Rồi, 61B giá 1 triệu đồng bao ship. À, và cây này cũng là cái cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Cô chú anh chị mình xem được cái mã số nào thì điện thoại cho em ha. Số điện thoại em có để trên màn hình ha. Rồi, em xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.